Quý anh chị cần định giá xe cũ, quý anh chị cần mua xe mới, quý anh chị cần hỗ trợ về ngân hàng, quý anh chị hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại bên dưới. Em sẽ hướng dẫn cũng như là hỗ trợ cho quý anh chị định giá, hướng dẫn về hồ sơ thủ tục ngân hàng, mua trả góp. Về vấn đề trả góp, bên em sẽ bao đậu hồ sơ vay cho quý anh chị nên quý anh chị cứ yên tâm nhé. Trước mắt quý anh chị đây là phiên bản Kia Sportage 2.0G Signature. Con này hiện tại sau khi trừ ưu đãi, giá của nó chỉ còn lại là 939 triệu đồng thôi nha quý anh chị. Nếu mà quý anh chị lăn bánh trong thành phố Hồ Chí Minh, nó chỉ rơi vào khoảng là 1 tỷ 065 triệu. Nếu quý anh chị mua trả góp, quý anh chị trả trước giúp em 315 triệu. Mỗi tháng quý anh chị góp đâu đó tầm khoảng 14 triệu. Rồi, về thủ tục rất là đơn giản. Quý anh chị chỉ cần chuẩn bị giúp em là căn cước công dân, giấy đăng ký kết hôn của hai vợ chồng, giấy xác nhận độc thân. Về hồ sơ tài chính không chứng minh được, bên em vẫn hỗ trợ làm được. Rồi, nếu mà quý anh chị cần biết thêm thông tin thì cứ vui lòng kết bạn Zalo hoặc là gọi điện trực tiếp cho em sẽ tư vấn cho quý anh chị nhé. Đối với chiếc xe này, hiện tại nó trang bị đầy đủ hết những cái tính năng và công nghệ hiện đại bậc nhất phân khúc. Cụm đèn pha của xe là full LED và nó sẽ có tương thích thông minh. Đèn LED chạy ban ngày được thiết kế theo dạng boomerang, nhìn rất là ấn tượng. Xe sẽ được trang bị cho quý anh chị là 4 cảm biến phía trước, tích hợp thêm radar. Khi có vật thể vật cản di chuyển cắt ngang, xe sẽ cảnh báo và sẽ hỗ trợ phanh chủ động cho mình nếu người lái không chủ động ra phanh. Xe sẽ trang bị cho quý anh chị cam 360 độ, đó là bố trí khu vực động cơ. Xe sẽ được trang bị cho quý anh chị khối động cơ là 2.0 lít hút khí tự nhiên. Công suất phát ra của nó 154 mã lực, đi đôi với hộp số nó tự động 6 cấp nên khả năng xăng số nó vận hành cực kỳ mạnh mẽ. Đối với chiếc xe này thì quý anh chị đi gia đình rất là thoải mái nha. Xe có chiều dài tổng thể đạt đến 4660mm, khoảng sáng gầm 190mm. Xe sẽ được trang bị cho quý anh chị là bộ mâm đúc hộp kim, đường kính mâm là 19 inch. Vỏ thì đang sử dụng là vỏ Continental, cả 4 phanh đều sử dụng là hệ thống phanh đĩa. Nó sẽ có hệ thống chống hố cứng phanh ABS giúp người lái có thể tránh được vật cản khi mà mình di chuyển. Đồng thời tích hợp thêm hệ thống phân phối lực phanh điện tử ABD để tăng thêm cái hiệu quả phanh. Như quý anh chị thấy, với cái thiết kế mạnh mẽ về ngoại hình thì chiếc Kia Sportage nó hơn hẳn các đối thủ như là Tucson hay là Ford Territory hay là CX-5. Ngoại hình của nó nhìn rất là thể thao và đặc biệt là trang thiết bị option trên xe nó rất là hiện đại. Xe sẽ được trang bị cho quý anh chị là nội thất màu nâu. Nó chạy trên 20 km/h sẽ tự động lóc cửa. Và ghế tài, ghế phụ của nó sẽ là chỉnh điện, có nhớ ghế hai vị trí ghế lái. Đấy. Xe sẽ có là mát ghế tài và ghế phụ luôn nha quý anh chị. Về tính năng công nghệ của chiếc xe Kia Sportage thì nó rất là nhiều. Ngoài ra xe sẽ được trang bị cho quý anh chị là 8 loa. Loa này là loa Harman Kardon, nghe rất là chắc, rất là ấm. Nếu có điều kiện em sẽ mời quý anh chị lên showroom bên em để xem xe nha. Xe sẽ được trang bị cho quý anh chị là màn hình LCD, hiển thị đa thông tin LCD 12.3 inch. Nối liền với nó là màn hình giải trí cũng 12.3 inch luôn, rất nét nha. Cam của nó khi xi nhanh qua trái qua phải nó hiện trực tiếp trên đồng hồ luôn. Và đặc biệt là cái gương chiếu hậu của nó sẽ có cảnh báo điểm mù trên gương và nó sẽ có camera. Camera này hỗ trợ cập lề rất là tốt nha. Đây, nó sẽ có cho quý anh chị, nếu mà mình nhấn giữ cái nút Smart Rule ấy, thì nó sẽ hiện lên cái giới hạn tốc độ luôn. Tức là con này nó sẽ có giới hạn tốc độ nha. Có Smart Rule Control, có cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn và giữ khoảng cách với xe phía trước. Đó là tính năng an toàn nằm trong gói cao cấp ADAS. Có phanh an toàn chủ động và mình có thể tắt được cái tính năng đó luôn nha. Có thể tắt được cái tính năng đó, phanh an toàn chủ động này, cái hỗ trợ giữ làn đường này, rồi cũng như là cái cảnh báo hỗ trợ tránh va chạm điểm mù nữa, thì quý anh chị có thể bật tắt được. Chút em sẽ hướng dẫn sơ cho quý anh chị nha. Rồi, xe sẽ được trang bị cho quý anh chị là gạt mưa tự động, đèn pha tự động và có lại chuyển số trên vô lăng luôn. Rất là nhiều những cái tính năng cần thiết. Xe sẽ trang bị rất là nhiều chế độ lái nha. Đây là cái màn hình EVN giải trí 12.3 inch. Nó sẽ có bản đồ. Trên bản đồ này nó sẽ cho quý anh chị biết được cái đoạn đường chạy ở tốc độ bao nhiêu nhé. Nếu quý anh chị không biết được cái đường đi đến địa điểm mình mong muốn thì chỉ cần dò theo cái địa chỉ đó là được. Đấy.
Ở đây là cái quý chị vô phần cài đặt xe này, nó sẽ có này, về đèn này, về loa này, đấy, về cửa này, nó sẽ có hết, nó bằng tiếng Việt hết luôn, nên rất là dễ dàng nha quý anh chị. Đấy, cửa này thì nó sẽ có là tự động khóa cửa theo tốc độ này, rồi tự động mở khóa khi tắt xe này, rồi cửa cốp sau bằng điện, tức là quý anh chị có thể điều chỉnh được hết. Và đây là cái cụm đồng hồ để cài đặt về bảo dưỡng này nọ thì vẫn rất là ok luôn nha quý anh chị. Đấy. Và những cái tính năng an toàn trước thì nó sẽ có là an toàn chủ động, rồi phanh an toàn chủ động, hỗ trợ tránh va chạm, điểm mù đều có hết trên đây này. Quý anh chị có thể bật tắt mình vô cái phần cài đặt xe là sẽ có hết, rất là dễ luôn nha quý anh chị. Đấy. Nên là con này thì nó sử dụng là tiếng Việt nên mình rất là dễ. Đây quý anh chị có cái ADAS này. Đấy, nó sẽ có cảnh báo khi khởi hành này, cảnh báo lúc rung lắc xe này. Rồi là cái phanh an toàn chủ động phía trước thì quý anh chị có thể là trợ giúp này, hoặc là chỉ cảnh báo thôi, hoặc là tắt luôn cũng được, giữ làn đường cũng tương tự như vậy. Đấy, con này thì nó có kết nối Apple CarPlay và có kết nối Android Auto, kết nối Bluetooth, mình nghe nhạc đều được hết nha quý anh chị. Điều hòa thì tự động hai vùng độc lập. Đấy, quý anh chị có thể chuyển đổi được cái nút qua cái mình chạm đó, ví dụ như kích xuống quạt thì sẽ điều chỉnh hệ thống điều hòa, và kích lên trên thì sẽ điều chỉnh volume rồi các kiểu nha quý anh chị. À, rất là hiện đại nha. Ở phía dưới thì sẽ trang bị cho quý anh chị là cổng sạc, sạc này sạc Type C nhé, rồi sạc không dây nữa, cổng 12V vẫn có luôn nhé, làm mát ghế tài ghế phụ, sưởi ghế tài ghế phụ, sưởi vô lăng luôn, và đây là chỗ để ly tách, rất là ok nhé. Và đây cái nút em đang chỉ trên tay nữa, nó sẽ có cho quý anh chị là chọn chế độ lái Drive Mode đây, mình chỉ cần xoay mình chuyển này, Eco, Sport, Normal, Smart. Đấy, khi mình chạy mình thay đổi cái chế độ lái thì cái giao diện nó cũng thay đổi nha quý anh chị. Vì tay lái trợ lực điện thì mình sẽ chọn được cái chế độ lái đó. Và đây là cam 360 độ của xe, rất nét nha. Em đang quay dưới hầm mà quý anh chị nhìn này. Cái cam sau thì nó ôm theo góc đánh lái luôn. Quá là tuyệt vời nha. Đầy đủ hết những cái tính năng và những cái tiện nghi ở trên chiếc xe này. Nó sẽ có gương chiếu hậu chống chói này, cửa sổ trời toàn cảnh panorama, mình có thể mở toang ra được luôn nha. Ngoài ra nó như là một cửa thoát hiểm. Đối với cái xe Kia Sportage phiên bản Signature thì hầu như những cái tính năng nó đều được trang bị sẵn hết. Nếu mà phiên bản 1.6 thì nó sẽ là chuyển động hai cầu và cần số được thiết kế theo dạng nấm xoay nha quý anh chị. Nó cũng sẽ có sự khác biệt giữa các phiên bản. Và đây là cái bố trí khu vực hàng ghế thứ hai. Thì so với các đối thủ cùng phân khúc thì con Kia Sportage nó sẽ rộng rãi hơn, cái độ ngã của ghế sẽ thoải mái hơn, và khi mà quý anh chị chạy trên đường thì cái độ êm ái nó cũng sẽ tốt hơn. Và đây là bố trí ở hàng ghế đầu tiên khi mình nhìn lên, và đặc biệt là nó nổi bật giữa cái màn hình trung tâm và màn hình LCD, nó nối liền với nhau và nó sẽ cong rất là mềm mại. Ở phía sau sẽ trang bị cho quý anh chị là mũi cổng sạc ở mũi lưng ghế, sẽ có cửa gió điều hòa ở hàng ghế thứ hai, có chỗ để ly tách rồi đầy đủ hết, bệ tì tay. Ở phía trên thì nó sẽ có đồ móc treo đồ. Xe sẽ được trang bị cho quý anh chị là hệ thống an toàn đến 6 túi khí, cân bằng điện từ ổn định thân xe, phanh khẩn cấp khởi hành ngang dốc, hỗ trợ độ đèo thì nó đều được trang bị cho quý anh chị hết. Đèn đọc sách thì cũng là đèn LED hết và nó sẽ có cảm ứng nha quý anh chị. Rồi em sẽ mời quý anh chị xem phần đuôi của chiếc xe này. Xe sẽ được trang bị cho quý anh chị cụm đèn hậu LED nha, và được thiết kế theo hình chiếc lá nhìn khá là xinh xắn. Ở phía sau thì sẽ được trang bị cho mình là 4 cái cảm biến lùi, tích hợp thêm camera lùi để giúp cho người lái lùi vào đồ xe một cách là an toàn. Phía trên thì sẽ trang bị cho quý anh chị là ba ga mui và vây cắm mặt. Đặc biệt là xe sẽ trang bị cho quý anh chị là gạt mưa được tích sâu bên trong cánh hướng gió để tăng thêm cái sự thể thao và thẩm mỹ cho chiếc xe. Cốp mở điện bằng một lần chạm, hay có thể cài đặt 3 giây tự động mở khi cầm chìa khóa lại gần nha quý anh chị. Khoảng không gian cốp này rất là lớn, quý anh chị có thể để được bộ gọi đánh gôn này, để được cái nôi em bé hay là xe lăn dành cho người già. Và đặc biệt là cái mâm xe cua của nó là mâm đúc hợp kim, nó bằng với là 4 mâm ở ngoài luôn. Ở một số hãng xe khác nó sẽ là mâm nhỏ quý anh chị, khi mà xảy ra sự cố sẽ mắc thêm chi phí để mua thêm mâm nhé. Đi theo xe bên em sẽ tặng cho quý anh chị là giá đỡ kho hành lý và lót cốt chống thấm, bộ thảm sàn, phim cách nhiệt Luma của Mỹ bảo hành đến 5 năm. Đây, thao tác đóng cốp rất là đơn giản, một nút rất là nhẹ. Rồi, quý anh chị có thể xem lại tổng thể chiếc xe này một lần nữa để quý anh chị sẽ thấy được cái sự
cứng cáp, sự mạnh mẽ và sự hiện đại của chiếc xe. Nó được thiết kế theo xu hướng rất là hiện đại bây giờ nha quý anh chị. Rất đẹp, rất tinh tế. Đấy, cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của em. Nếu thấy video của em hay hãy like, subscribe kênh giúp em nhé. Hẹn gặp lại quý anh chị ở những video tiếp theo.